Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục ghi chữ quyển bài tập tuần tiếng Việt lớp 3 tập 1 của cuốn sách Chân trời sáng tạo. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữ bài tập của tuần 7. Em là đội viên. Phần đầu tiên sẽ là phần kiến thức trọng tâm. Trong phần kiến thức trọng tâm này thì các em sẽ được học luyện viết chữ hoa, đó là chữ P, chữ R và chữ M. Các em sẽ học mở rộng vốn từ về đội viên và chúng ta sẽ học luyện tập điền thông tin vào tờ in khai sẵn. Thì đây chính là phần kiến thức trọng tâm mà các em sẽ được học ở trong tuần 7 này. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 là phần đọc viết. Trong phần đọc viết này các em sẽ lắng nghe cô đọc bài đọc Anh Kim Đồng và chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài đọc để cùng nhau đi trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới. Bài đọc Anh Kim Đồng. Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, người dân tộc Nùng. Anh là một trong năm đội viên đầu tiên của đội Nhi Đồng Cứu Quốc, thôn Nà Mạ và cũng là tổ chức đội đầu tiên của đội ta. Từ năm 1940, ở quê Dền đã có phong trào cách mạng. Dền được anh trai và cán bộ giác ngộ cách mạng. Dền đã theo các anh làm các công việc, canh gác, chuyển thư từ, nghe nói chuyện về tội ác của quân giặc. Nhờ đó, Dền đã sớm giác ngộ cách mạng và trở thành một liên lạc viên tin cậy của tổ chức đảng. Dền đã mau chóng làm quen với cách thức làm công tác bí mật, nhiều lần đưa thư, chuyển thư từ, đưa đường cho cán bộ lọt qua sự bao vây canh gác của địch. Bước sang năm 1943, bọn địch khủng bố đánh phá dữ dội vùng Bắc Bó. Trong một lần đi liên lạc về, giữa đường gặp lính địch phục kích gần nơi có cán bộ của ta, Kim Đồng đã nhanh trí nhử cho bọn địch nổ súng về phía mình. Nhờ tiếng súng báo động ấy, các đồng chí cán bộ ở gần đó tránh thoát lên rừng, song Kim Đồng đã bị trúng đạn và anh dũng hy sinh tại chỗ ngay bờ suối Lenin. Sau khi các em đã lắng nghe cô đọc xong bài đọc Anh Kim Đồng rồi thì chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài đọc để cùng nhau đi trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới. Câu 1. Anh Kim Đồng là thành viên của tổ chức nào? A. Đội Nhi Đồng Cứu Quốc. B. Đội Thiếu Niên Ái Quốc. C. Đội Thiếu Niên Cứu Quốc. D. Đội Thiếu Nhi Yêu Nước. Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ đọc đoạn văn đầu tiên của bài đọc. Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, người dân tộc Nùng. Anh là một trong năm đội viên đầu tiên của đội Nhi Đồng Cứu Quốc, thôn Nà Mạ. Như vậy thì anh Kim Đồng là thành viên của đội Nhi Đồng Cứu Quốc. Câu trả lời đúng cho câu hỏi số 1 ở đây là đáp án A. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án A. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 2. Kim Đồng theo các anh làm những công việc gì? A. Canh gác. B. Chuyển thư từ. C. Đưa đường cho cán bộ. D. Cả A, B và C đều đúng. Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ đọc hết đoạn văn số 2 của bài đọc để tìm câu trả lời. Từ năm 1940, ở quê Dền đã có phong trào cách mạng. Dền được anh trai và anh cán bộ giác ngộ cách mạng. Dền đã theo các anh làm công việc canh gác, chuyển thư từ. Như vậy thì công việc đầu tiên mà Kim Đồng theo các anh làm đó là công việc canh gác và chuyển thư từ. Nghe nói chuyện về tội ác của quân giặc, nhờ đó Dền đã sớm giác ngộ cách mạng và trở thành một liên lạc viên tin cậy của tổ chức đảng. Dền đã mau chóng làm quen với cách thức làm công tác bí mật, nhiều lần đưa chuyển thư từ, đưa đường cho cán bộ. Vậy thì công việc tiếp theo mà Kim Đồng làm cùng các anh đó là đưa đường cho các cán bộ. Như vậy ở trong bài đọc này thì chúng ta thấy là anh Kim Đồng đã làm các công việc là canh gác này, chuyển thư từ và đưa đường cho cán bộ. Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 2 ở đây chính là đáp án D. Cả A, B và C đều đúng. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án D. Câu 3. Qua bài đọc em thấy anh Kim Đồng là người như thế nào? A. Tài trí dũng cảm. B. Yêu tổ quốc sớm giác ngộ cách mạng. C. Thông minh nhưng nhút nhát. D. Cả A và B đều đúng. Qua bài đọc thì chúng ta có thể thấy anh Kim Đồng là một người rất là tài trí, dũng cảm và là một người con rất là yêu tổ quốc và đã sớm giác ngộ cách mạng. Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 3 đây chính là đáp án A và đáp án B. Thì các em hãy khoanh tròn vào đáp án D là cả A và B đều đúng. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 4. Viết 3 đến 4 câu về những điều em cần làm để phấn đấu trở thành đội viên. Ở đây thì cô sẽ có một đoạn văn mẫu từ 3 đến 4 câu để nói về những điều mà em cần làm để trở thành một đội viên. Để trở thành đội viên, điều đầu tiên thì em luôn cố gắng chăm chỉ, học tập tốt, lao động tốt. Vậy thì để làm đội viên thì điều đầu tiên các em cần phải làm đó là cố gắng chăm chỉ, học tập tốt. Cần phải học tập tốt, lao động tốt. Ngoài ra, chúng ta cần phải tích cực tham gia những hoạt động phong trào do lớp và nhà trường tổ chức. Thứ hai là tích cực tham gia những hoạt động
phong trào do lớp và nhà trường tổ chức. Thứ ba là cần phải luôn ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan, Bác Hồ, đội viên xuất sắc. Vậy điều thứ ba chúng ta cần phải làm đó chính là luôn ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan, Bác Hồ và trở thành đội viên xuất sắc. Như vậy thì có 3 điều mà chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành đội viên. Điều thứ nhất là các em cần phải chăm chỉ học tập tốt, lao động tốt. Thứ hai là các em cần phải tích cực tham gia những hoạt động phong trào do lớp và nhà trường tổ chức. Thứ ba là các em hãy luôn ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy để có thể trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan, Bác Hồ và trở thành một đội viên xuất sắc. Thì đấy là những điều mà các em cần làm, cần phấn đấu để trở thành một đội viên giỏi. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 5. Em hãy gạch chân dưới từ chỉ hoạt động và khoanh tròn vào từ ngữ chỉ phẩm chất trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Yêu cầu ở đây là chúng ta sẽ gạch chân dưới từ chỉ hoạt động và chúng ta sẽ khoanh tròn vào từ chỉ phẩm chất trong 5 điều Bác Hồ dạy trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng ở dưới đây. Cô có 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. 1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. 2. Học tập tốt, lao động tốt. 3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. 4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt. 5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm từ chỉ hoạt động. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Chúng ta có từ chỉ hoạt động là từ yêu. Tiếp theo, học tập, lao động là từ chỉ hoạt động tiếp theo. Đoàn kết là từ chỉ hoạt động tiếp theo. Giữ gìn là từ chỉ hoạt động tiếp theo. Vậy chúng ta sẽ có các từ chỉ hoạt động đó là yêu, học tập, lao động, đoàn kết và giữ gìn. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm các từ ngữ chỉ phẩm chất. Kỷ luật, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm là những từ ngữ chỉ phẩm chất. Vậy theo yêu cầu của bạn đề bài thì những từ ngữ chỉ hoạt động thì chúng ta sẽ gạch chân. Vậy chúng ta sẽ gạch chân dưới từ yêu, từ học tập, từ lao động, từ đoàn kết và từ giữ gìn. Còn những từ nào mà là từ ngữ chỉ phẩm chất thì chúng ta sẽ khoanh tròn. Kỷ luật này, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 6. Em hãy nối để tạo thành cụm từ thích hợp. Cột bên trái cô có các từ chăm chỉ, giữ gìn, học hỏi. Cột bên phải cô có các từ vệ sinh, không ngừng, học tập. Vậy chúng ta sẽ nối từ chăm chỉ với từ học tập thì chúng ta sẽ được cụm từ là chăm chỉ học tập. Chúng ta sẽ nối từ giữ gìn với từ vệ sinh, chúng ta sẽ được cụm từ là giữ gìn vệ sinh. Em nối từ học hỏi với từ không ngừng thì chúng ta sẽ được cụm từ là học hỏi không ngừng. Vậy thì những việc mà một đội viên nên làm đó là chúng ta cần phải chăm chỉ học tập này, luôn giữ gìn vệ sinh cho sạch sẽ này và không ngừng học hỏi, thì đấy là những việc mà một đội viên cần phải làm. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 7. Em hãy đặt câu để nói về hoạt động học tập, rèn luyện của đội viên. Đầu tiên là chúng ta sẽ đặt một câu để nói về hoạt động học tập. Cô lấy ví dụ là các bạn đội viên thì cần phải cố gắng chăm chỉ học tập. Vậy cô sẽ có một câu hoàn chỉnh để nói về hoạt động học tập của đội viên như sau. Các bạn đội viên luôn cố gắng chăm chỉ học tập. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ý B là chúng ta sẽ đặt một câu nêu hoạt động về rèn luyện của các bạn đội viên. Cô sẽ có câu như sau. Long luôn cố gắng rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi. Long luôn cố gắng rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi. Như vậy chúng ta đã đặt được hai câu. Một câu là nói về hoạt động học tập của đội viên, đó là các bạn đội viên thì luôn cố gắng chăm chỉ học tập. Và một câu nói về hoạt động rèn luyện của các bạn đội viên, đó là các bạn đội viên thì luôn luôn cố gắng rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 3 là phần nghe viết. Các em sẽ lắng nghe cô đọc đoạn trích trong bài thơ Du Em. Bài thơ Du Em. Du em ngủ ơi à, mẹ còn chọn lựa mua quà cho em. Du em giấc ngủ êm đềm, hình như gót mẹ chạm thềm à ơi. Ở trong phần nghe viết này thì các em sẽ luyện viết chính tả vào trong vở bài tập của mình. Khi viết thì các em lưu ý là cần phải viết đúng chính tả, viết nắn nót, viết thật là đẹp các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 4 là phần nói và nghe. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 4 là phần nói và nghe. Cô có đề bài như sau. Em hãy nói về một phong trào của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Với đề bài này thì cô sẽ có một đoạn văn mẫu để nói về một phong trào của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh như sau. Các em hãy lắng nghe đoạn văn mẫu của cô. Một trong những phong trào của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh mà em được tham gia là phong trào kế hoạch nhỏ.
Chúng em làm theo lời bác dạy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tham gia thu gom giấy vụn, vỏ lon. Kế hoạch nhỏ là một trong những phong trào lớn và luôn là niềm tự hào của thiếu nhi Việt Nam, vì nó không chỉ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Ai cũng hào hứng để thực hiện phong trào ấy. Thì đây chính là một đoạn văn mẫu ngắn từ 4 đến 5 câu để nói về một phong trào của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, cụ thể là phong trào kế hoạch nhỏ. Và trong phong trào kế hoạch nhỏ này thì các bạn đã tham gia các hoạt động như là thu gom giấy vụn này, vỏ lon và một số những cái hoạt động giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Vậy thì các em hãy dựa vào 3 bức tranh ở trong phần 4 là phần nói và nghe, và dựa vào đoạn văn mẫu của cô thì các em hãy nói về một phong trào của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh mà các em đã được tham gia các em nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em sửa xong được bài tập ở tuần 7 rồi. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình. Ở video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em sửa bài tập của tuần 8. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.